Cậu Hoàng, Mũi Trưởng Long là một chiến hạm mà fan sao Nhập Ngũ 2020 rất yêu mến ngay từ những ngày đầu tiên chương trình lên sóng. Phải thừa nhận rằng, số lượng thuyền viên của chiến hạm này ngày càng tăng theo cấp số nhân và luôn chịu khó tìm hin trong mỗi tập của chương trình và các khoảnh khắc ngoài đời sống. Tuy nhiên mới đây, trong tập 14 sau Nhập Ngũ, Mũi Trưởng Long bất ngờ cho biết, cậu Hoàng lại chính là người ban đầu anh có ấn tượng không tốt. Kết ngày thứ 5 huấn luyện tại lữ đoàn, Mũi Trưởng Long đã đề nghị tất cả mọi người cùng ngồi xuống, sinh hoạt đội. Tại đây, Mũi Trưởng Long cho biết thực ra 3 ngày đầu tôi và đồng chí Hậu rất ít nói với nhau được đến quá câu thứ hai. Nhưng từ ngày thứ 4 chúng tôi đã nói chuyện được quá 2 câu. Cảm giác đồng chí cũng rất hòa đồng thôi. Hòa đồng với tôi, kèm theo đó là gương mặt tự hào, cười tươi như hoa. Khi thấy Hậu Hoàng nhìn mình chăm chú, Mũi Trưởng dặn dò chút nữa tôi nói xấu đồng chí sau. Tuy nhiên trên thực tế, khi Hậu Hoàng nhớ ra điều cần nói xấu và nhắc nhở Mũi Trưởng hãy nói xấu cô đi, Mũi Trưởng Long liền lật mặt cho hay. Mục đích của tôi chỉ để đồng chí ngồi nghe tôi nói thôi. Hóa ra nói xấu mà đồng chí Mũi Trưởng nói lại chính là thính thơm dành riêng cho cô nàng Hậu Hoàng. Thế này bảo sao cả nước đẩy thuyền. Thế nên khi Mũi Trưởng Long vừa dứt lời, toàn mũi đã thốt lên ê với một giọng điệu kéo dài để trêu chọc. Khánh Vân cũng phải thốt lên em không muốn nghe khu vực đó luôn. Hóa ra ban đầu ấn tượng của Mũi Trưởng Long về Hậu Hoàng chưa tốt nhưng sau đó anh đã hiểu thêm về cô và có ấn tượng rất tốt. Bằng chứng là giờ đây còn được cả nước đẩy thuyền vì sự đẹp đôi của cả hai người. Đón xem tập 14 sau Nhập Ngũ đã lên sóng trên kênh Movie, Mocha, YouTube vào mùng 7 tháng 3. Ban đầu mới vào cứ nghĩ là 7 ngày nó cũng sẽ rất dài ấy, bởi vì ngày đầu tiên mọi người căng thẳng quá, xong kiểu bị sợ ấy, bảo ôi dồi ôi, mình không biết mình có chịu được không ấy. Và hôm nay thực sự khi mà biết là ngày thứ 5 mà chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì em cảm thấy hơi buồn. Bắt đầu mình khi mà mình bắt đầu quen với cuộc sống này thì mình lại là cái lúc mà mình sắp phải chia tay á. Tôi hy vọng 2 ngày tới chúng ta đoàn kết hơn nữa, đặc biệt là nhiệm vụ càng ngày càng nhiều hơn, càng căng thẳng hơn. Buổi tối ngày hôm nay, tôi hy vọng các đồng chí có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình, không phải về công việc, mà về những cái con người ở đây. Như là hôm vừa rồi, thách và thật đấy. Thì hôm nay chúng ta không thách nữa, chúng ta thật đi.